Chương 11. Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Jerusalem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người rằng: Ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ. Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đã qua thuật cho họ theo thứ tự và từng điều rằng: Ta đương cầu nguyện trong thành Giô-bê, lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thấy, có vật gì giống như cái khăn lớn, níu bốn kéo lên, từ trên trời sa xuống đến tận ta. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó các loài thú bốn cẳng trên đất, các loài thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời. Ta lại nghe có tiếng phán rằng, hỡi Phi-e-rơ hãy chờ dậy, giết thịt và ăn. Ta thưa rằng, lạy Chúa chẳng vậy, vì không bao giờ có vật chi dơ giấy hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng, chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ giấy. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn thay thảy đều thâu lại lên trời. Kìa, cũng một lúc đó, ba người ở thành Cesare chịu sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà cọt nê. Người này thuật lại cho ta thể nào, tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến, và phán rằng, hãy sai tới thành Giô-bê, mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời, mà nhờ đó, ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng, dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong, đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, vậy, Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoài, để họ được sự sống. Những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp ê tiên, bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chip-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chip-rơ và Si-ren đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Gờ-rét nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, họ bèn sai Ba-na-ba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa, vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bây giờ có rất đông người theo tin Chúa. Kế đó Ba-na-ba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Sao-lơ, tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người, ấy là ở thành Antioch. Người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-ri-tin. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy. Bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì. Các môn đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê, môn đồ cũng làm thành việc đó. Nhờ tay Ba-na-ba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão.